Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ có trò chơi với những chiếc ống mút. Những chiếc ống mút thật là thân quen đúng không? Đi đâu mình có thể nhìn thấy ống mút ở những hàng ăn uống này, rồi là hàng tre này. Trời ơi, ở nhà nhà mình cũng hay dùng ống mút này. Thế mà ống mút của mình lại dùng trong toán học rồi đấy, tuyệt vời không? Nào, con nhìn xem mình có mấy màu nào, con đọc cho mẹ xem mình có mấy màu nào. Đây mình có mấy màu? 11 màu. 11 màu hay là 11 chiếc? 21 chiếc. Ừ, thế bao nhiêu màu? Có những màu gì nào? Màu vàng, màu xanh. Màu vàng. Ờ. Màu vàng này. Mày viết chữ vàng vào đây nha. Gì nữa? Màu gì nữa? Ngâm hình mà. À ừ, thế con đang lấy cái này ra để mình làm mà. Màu vàng này. Màu? Màu trắng này. Thế thì bà mẹ thay cái việc đấy nhá, thì mẹ sẽ dán cái màu này vào đây cho con nhá, được không? Mình sẽ cắt một cái đoạn này màu đấy mẹ dán vào đây cho con nhá, được không? Đây. Cắt một màu này vào mẹ dán này. Cắt một màu này vào này. Để dán này. Mình có mấy màu con? Đếm lại xem nào. Đếm lại có mấy màu nhá. Màu. Đếm lại xem có bao nhiêu màu. Con đếm đi. Đếm cho có bao nhiêu màu con. Để mình còn chơi nữa đấy. Con cắt rồi. Cho mẹ cái màu đỏ kia. Những màu đỏ kia. Đấy. Đây nó chơi trên bàn đây này. Đấy. Come back. Trên bàn. Bạn ấy bắn ra ngoài bàn mà. Em sẽ dán vào đây nhé. Nào vậy mình có mấy màu, nhìn vào đây nào. Mình có những màu gì này. Để mình lấy mẫu. Hay quá nha. Wow. Rồi. Bây giờ con sẽ làm bài toán thống kê nhé. Mình có đây là 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 chẳng hạn. Rồi. Nào con kiểm tra xem. Có bao nhiêu cái màu. Không cần cắt nữa, không cắt nữa. Con đếm bao nhiêu bạn này thì con tích một cái thôi. Nào. Có bao nhiêu bạn? 1 2 3 4 5. Ừ, có 5 màu. Mỗi màu có mấy que? Màu trắng có bao nhiêu que? Nào, đếm này. 2, 3, 4. Wow, 4 que đúng không? Nào, phải con cầm vào tay nhá. Màu trắng có 4 que, tích vào. 5. Tích vào mấy que? Đây là không tính ở cái que đấy, que mình chỉ tính trong này thôi nhá. Vậy có mấy nào? Màu trắng tích mấy? Một, tích mấy lần? 2, 3, 4. Tích vào, đủ 4 chưa? Rồi. Được chưa? Đếm chưa? Kiểm tra lại nha. Nào, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gióng lên 4, đúng chưa? Rồi, tiếp. Nào, đếm màu gì nữa? Wow, quá chuẩn luôn. Tiếp, đếm màu gì nữa? Không muốn làm màu gì tiếp? Phan Yến muốn đếm màu nào tiếp trong số những màu còn lại? Ừ. Nó màu vàng đúng không? Nào, đếm xem có bao nhiêu màu vàng. Có bao nhiêu màu vàng? 1, 2, 3. Lấy hết đã. Cầm hết vàng trên tay. 4. Wow, đúng rồi. 5. Không, đây không tính là ống. Ống chỉ tính ở trong khay thôi. Còn đây mình đã dính vào đây là làm lấy mẫu rồi. Mấy? 1. Cũng được. Chị. Rồi. 2. Ừ. 3. Ừ. 4. Ừ. Mấy người anh mới từ 100 ấy. À rồi. Xong màu vàng chưa? Kiểu trả lại màu vàng nhé. Ừ. Đủ chưa?
Đếm lại nào. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gióng lên xem nào. Gióng lên xem có đúng 4 không. Rồi, chuẩn rồi. Tiếp. Con muốn xử lý màu gì tiếp? Wow. Hay quá. Tiếp. Nào con tiếp nào. Lấy màu cam. Màu tay con cầm là màu gì? Cam. Màu tay con cầm là màu gì? Màu cam. Màu tay con cầm là màu gì? Xanh. Wow, đúng rồi. Nào, đếm xem có bao nhiêu màu xanh. Hết màu xanh chưa? 4 5. Wow. Hay quá. Một. Ừ. 2 3 ừ. 4 ừ. 5. Yes, rồi tiếp. Rồi con tìm xem màu mấy màu đỏ. Ờ, rồi, có mấy màu đỏ. Đếm màu đỏ như thế nào. 2, 4, 6 ừ. 6 1 2 3 4 ừ. 5 ừ. 6. Wow. Đúng chưa? 1 2 3 4 5 6. Wow. 1 2 3 4 5 6. Wow, đúng rồi. Vậy là mình đi tìm tẩy. Để lấy tẩy ta. Tẩy đi nào. Ngoài phương pháp tẩy ra mình còn có cách nào nữa không con? Bây giờ tẩy trong cái trời đi cũng ấy. Đây cái này là làm cao su này, con làm chữ Y này, con làm tẩy được này đây. Thử xem vậy được không nhé. Ừ, thử xem vậy được không nhé. Được không? Được. Được cái gì? Tẩy đi. Thôi đưa đây nào. Nào, thôi con lấy tẩy được chưa? Ừ. Có cách nào nữa không? Ok, nào. Mình không nghĩ là mình 1, 2, 3 1, 2, 3. Con đang sai màu nào? 1, 2, 3 1, 2. Màu nào đây? Màu xanh. Màu xanh. Không phải màu màu trắng à. Màu nha. Màu vàng, màu xanh, tẩy cái này. Ok. Ok. Mày học gì ở đây? Con không biết. Mày học ở đây là gì? Con không biết. Yeah. Thế con đang làm màu gì? Okay. Con đang làm màu gì đây? Con nhìn lại xem con đang làm màu gì đây. Màu đỏ. Ừ, thế con lại cho sang màu gì? Và xong con cho sang màu gì? Vậy thì bài học ở đây là gì? 1 2 3. Cẩn thận. 4 5 6. Chuẩn chưa? Ừ. Chuẩn luôn. À. Ok, đếm lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Còn lại màu gì nữa? Cam. À, màu cam. Ừ. 1, 2, 3. Wow.
Wow, tuyệt vời. Nào, vậy bây giờ mình đã có tất cả bao nhiêu ống hút nhỉ con nhỉ? 21. Wow, tại sao lại có thành 21 nhỉ? Vì con đếm từ lâu rồi, chứ con biết. À, con đếm từ lâu rồi à? Thế thì bây giờ với cái này con nếu 1, không... 2, 3, 4, 5. Đây. Nào nào, đặt ra đây, đặt ra đây. Nếu con muốn đếm ở đây thì mình ngồi đây mà. Cần gì phải chạy ra đấy. Nếu con muốn đếm ở đây thì mình sẽ đếm từ đây. 22. 22. À, 22 à? Nào thì mình đếm lại nhé. 21 nhé. Được không? Nào, đếm nhé. Đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cầm lại, tự cầm lại mềm. Nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wow, quá giả là 22. Thế mà lúc đầu thì mình lại có lúc nào đó đi đếm thì 21 nha. Nào, thế thì bây giờ làm sao? Thế thì ngoài cái việc đếm ở đây ra, mình còn có cách nào để mà mình biết được số quay mút này không? Con biết bạn màu vàng có mấy bạn? Màu vàng có mấy bạn? Màu xanh có mấy bạn? Chơi này dừng. Tạm dừng à? Vâng. Thế thì bây giờ nếu mà mình không đếm ở đây mà mình cộng ở đây có được không? Không. Có được không? Chẳng. Đấy. Đây là có 6. Thôi giờ đúng rồi, bây giờ con viết hẳn số 6 vào đây. Con viết hẳn số 6 vào đây nha. Viết bút chì để cô còn tẩy. Rồi, ok, con viết số 6 vào đây. Rồi. Tiếp. Màu vàng, viết số mấy vào đây? Số 4. Rồi. Tiếp. Màu xanh lá. Màu xanh lá. Màu xanh lá có mấy? 4. Nếm. Nhìn lại xem. Từ đây mà gióng lên nó là mấy? Tiếp. Bạn màu tiếp. Bạn trắng. Số mấy? 4 à? Wow, tuyệt vời. 1, 2, 3, 4. Nào, bạn nào là nhiều nhất? Bạn này. Bạn đấy tên là bạn gì? 6. Bạn 6 tên là bạn màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ là nhiều nhất đúng không? Bạn nào là ít nhất? Bạn nào ít nhất? Có đúng bạn màu vàng ít nhất không? Màu vàng với bạn màu bạn màu xanh. Bạn màu gì? Màu cam. Bạn màu cam ít nhất đúng không? Đó, ok, tuyệt vời. Nào nào, high five cái. Như vậy là con đã biết được về thống kê này và biểu đồ này. Ok, vậy mình dừng ở đây nhé.